Kiểm tra tình hình chống hạn vụ hè thu, Tổng cục Thủy lợi tiếp nhận nhiều kiến nghị của Thừa Thiên Huế nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của hệ thống thủy lợi trong điều tiết nước cho sản xuất trước mắt cũng như lâu dài. Công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Cam lộ La Sơn, một trong 11 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 vẫn còn lệch pha giữa các địa phương. Triệt phá thành công một đường dây tổ chức pha đánh bạc có quy mô lớn với tang số gần 1 tỷ đồng tại huyện miền núi Nam Đông. Vừa rồi là phần điểm những thông tin chính trong chương trình. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng Huế Ngày Mới. Và bây giờ sẽ là những thông tin chi tiết. Chiều qua, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiến hành kỳ họp thường kỳ đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trong các tháng tiếp theo và thông qua một số đề án báo cáo quan trọng. Báo cáo của lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2019, tổng lượng khách đến tỉnh ước đạt hơn 2,1 triệu lượt, tăng 6,8% so với cùng kỳ. Tổng lượng khách lưu trú ước đạt 949,8 nghìn lượt, tăng 9,8%. Doanh thu du lịch ước đạt 1.935 tỷ đồng, tăng 1,7%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 17.290 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 năm 2019 tăng 0,2% so với tháng trước. Tính chung, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 5 tháng đầu năm 2019 tăng 2,3% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 466 triệu đô la Mỹ, tăng 28%. Tổng nguồn vốn huy động tại các tổ chức tín dụng ước đạt 45.338 tỷ đồng, tăng 5,1% so với đầu năm. Tổng dư nợ tín dụng ước đạt 47.700 tỷ đồng. Ngoài ra, trong 5 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP ước tăng 9,25% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện ước đạt 7.399,3 tỷ đồng, bằng 32,6% kế hoạch năm, tăng 10,5%. Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2019, trong các tháng tiếp theo, các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế tập trung triển khai những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, chỉ đạo điều hành đã đề ra tại quyết định số 01 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Trong đó tiếp tục triển khai những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2019 đã đề ra. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu các cấp, các ngành cần quan tâm chăm sóc vụ hè thu, có giải pháp chủ động đối phó với thời tiết cực đoan như lốc, mưa đá, huy động cả hệ thống chính trị tham gia phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Trước tình hình thiếu hụt cát xây dựng và hoạt động khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng, trước đây tỉnh có mô hình khai thác cát cộng đồng hoạt động rất tốt, nhưng hiện nay không còn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cần phối hợp với các địa phương khảo sát, đề xuất một số bãi khai thác cát cộng đồng nhằm đáp ứng nhu cầu hiện nay, đồng thời nghiên cứu giải pháp vật liệu thay thế. Cần làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các mặt bằng cho dự án lớn như giải phóng Thượng Thành, mở rộng sân bay Phú Bài, cao tốc La Sơn - Cam lộ. Cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư, xúc tiến triển khai tổ chức đấu giá đấu thầu các dự án đầu tư ngoài ngân sách trong các khu đô thị, tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Cùng tại cuộc họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nhất trí thông qua đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thông qua kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết 31 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại, báo cáo tình hình triển khai đề án ngày Chủ nhật xanh và kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới, tuần lễ biển hải đảo Việt Nam, ngày Đại dương Thế giới năm 2019. Cùng với dịch bệnh chăn nuôi thì hàng hạn cũng đang là thách thức thực sự đối với ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhiều kiến nghị của tỉnh Thừa Thiên Huế đã được đưa ra nhưng chuyến kiểm tra của đoàn công tác Tổng cục Thủy lợi do ông Nguyễn Văn Tịnh, Tổng cục trưởng dẫn đầu vào sáng qua. Các kiến nghị của địa phương tập trung vào mục tiêu nâng cao hơn nữa vai trò của hệ thống thủy lợi trong điều tiết nước cho sản xuất trước mắt cũng như lâu dài. Cùng đi kiểm tra có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh Nguyễn Văn Phương, lãnh đạo ngành nông nghiệp thị xã Hương Trà, huyện Quảng Điền, những địa phương đang chịu tác động lớn bởi hạn hán. Tại vùng Tây Nam thị xã Hương Trà, nắng nóng hạn hán đã gây ảnh hưởng khoảng 300 hectare lúa và hoa màu của vụ hè thu 2019, tập trung chủ yếu tại các phường Hương Chữ, Hương An và Hương Vân.
ngoài nguyên nhân khách quan do thời tiết nắng hạn kéo dài, mực nước các hồ chứa xuống thấp, hệ thống thủy lợi kênh mương, hói, 5 xã, 7 xã khu vực này được đầu tư trước năm 2005 đã bị bồi lấp và xuống cấp nghiêm trọng. Tại đây, đoàn ghi nhận thiệt hại của người dân Hương Trà trong vụ sản xuất đông xuân và tình trạng thiếu nước nghiêm trọng trong vụ hè thu khi hệ thống hói bị bồi lấp và xuống cấp nghiêm trọng. Trong đó, tuyến hói 5 xã bị bồi lắng và sạt lở, cần sớm được nạo vét gần 4.870 m, tuyến 7 xã gần 8.846 m. Tại Quảng Điền, tình hình nắng hạn xảy ra cũng đã uy hiếp hơn 300 hecta lúa vụ hè thu 2019, tập trung chủ yếu ở 4 xã Quảng Công, Quảng Ngàn, Quảng Thái, Quảng Lợi. Nguồn nước ở sông Ô Lâu bị cạn kiệt, phải tổ chức nạo vét hói Bến Trâu để dẫn về cho trạm bơm Tây Hưng 2 tưới cho 192 hecta. Nhiều diện tích chưa có nước tưới nên chưa thể sản xuất, dự kiến sẽ có thêm 65 hecta tại Quảng Lợi phải bỏ hoang so với vụ hè thu trước. Ngoài ra, nắng nóng còn khiến 85 hecta lúa mới gieo ở xã Quảng An, Quảng Phước chết phải gieo xả lại. Để chủ động đối phó, khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống của nhân dân, đối phó với hạn hán, xâm nhập mặn năm 2019 do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, Ủy ban dân tỉnh kính đề nghị Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Chính phủ và các bộ ngành trung ương quan tâm hỗ trợ kinh phí để đầu tư một số công trình thủy lợi trọng điểm. Trước mắt là hỗ trợ kinh phí điện, dầu vượt định mức và sửa chữa các công trình thủy lợi để đảm bảo nguồn nước với kinh phí khoảng 72 tỷ đồng. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư một số công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh như xây dựng hồ chứa nước Thủy Cam với kinh phí khoảng 550 tỷ đồng, nâng cấp sửa chữa đập ngang mạng Thảo Long đã xuống cấp hư hỏng nặng với kinh phí khoảng 70 tỷ đồng. Sau khi kiểm tra tình hình chống hạn tại một số địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế, đoàn công tác Tổng cục Thủy lợi đánh giá cao sự nỗ lực của ngành Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng như chính quyền địa phương cả cấp về triển khai công tác tình hình chống hạn. Đặc biệt, Ủy ban dân tỉnh đã chỉ đạo ngành Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, các địa phương triển khai các giải pháp kịp thời để ứng phó với tình hình nắng hạn, đảm bảo tình hình sản xuất vụ hè thu 2019. Theo dự báo, trong tháng 6, 7, 8 năm 2019, tiếp tục xuất hiện nhiều đợt nắng nóng, nhiệt độ có thể lên đến trên 40 độ C. Diện tích gieo cấy vụ hè thu năm 2019 trên địa bàn tỉnh có khả năng thiếu nước khoảng 2.580 hecta. Vì vậy, các địa phương cần chủ động xây dựng chi tiết kế hoạch ứng phó chống hạn theo kịch bản bất lợi và bố trí kinh phí để triển khai nạo vét cả hói, kênh rạch, lòng hồ, các tuyến kênh chính dẫn nước từ các sông hói vào kênh mương nội đồng, đầu mối trạm bơm tưới và các máy bơm dầu lẻ. Nạo vét các ao hồ, kênh rạch vùng cát để lấy nước ngọt cho vùng ruộng ven phá và vùng biển. Tiết kiệm nước, cơ cấu giống ngắn ngày và thu hoạch vụ hè thu năm 2019 trước ngày 5 tháng 9 năm 2019. Dự án đầu tư Cam lộ La Sơn, một trong 11 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 và cũng là dự án lớn nhất trong 3 dự án cao tốc Bắc Nam sẽ khởi công trong năm nay. Đoạn qua Thừa Thiên Huế của dự án dài 63,4 km trong tổng chiều dài 98 km thuộc địa phận 4 huyện thị xã là Phong Điền, Hương Trà, Hương Thủy và Phú Lộc. Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, đến thời điểm này, dự án cơ bản hoàn tất công tác trình duyệt hồ sơ thiết kế và đang phối hợp với các địa phương để nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Xác định đây là dự án quan trọng nhất vào thời điểm hiện nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đang đốc thúc các địa phương triển khai nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường tái định cư cho các hộ dân ảnh hưởng. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Nguyễn Văn Phương vừa có chuyến kiểm tra thực tế và đã yêu cầu huy động nhân lực cho giải phóng mặt bằng, nhất là tại các địa phương còn chậm. Nếu như Phong Điền đã thực hiện hơn 80% khối lượng kiểm đếm và phổ biến rộng rãi đến người dân bị ảnh hưởng, nhất là hơn 80 hộ phải bố trí tái định cư, thì thị xã Hương Trà hầu như chỉ mới ở vạch xuất phát. Đối với thị xã Hương Thủy, dù công tác đo vẽ giải thửa tốt, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có thông báo thu hồi đất. Công tác quy chủ, kiểm đếm và các bước tiếp theo chậm. Còn tại huyện Phú Lộc, với chiều dài ngắn nhất và tính chất đơn giản nên tiến độ không phải là vấn đề lớn. Lãnh đạo huyện Phong Điền cho biết, để đẩy nhanh được tiến độ, các cơ quan chuyên môn và chính quyền các xã đã phải huy động tối đa nhân lực và thực hiện song song nhiều nội dung. Thời điểm này, cùng với việc hoàn tất phần còn lại của công tác kiểm đếm và các hồ sơ thủ tục liên quan, lãnh đạo huyện cùng với các cơ quan chuyên môn cũng đã tiến hành họp các hộ tái định cư để lấy ý kiến về quy hoạch bản vẽ 3D các khu tái định cư tập trung. Phải nói là ủy ban huyện về để một thuyết trình quy hoạch chi tiết cái khu tái định cư mới này thì đa số bà con đồng tình rất cao, phải nói đây là một cái mà thành công bước đầu của xã chúng tôi.
trung tâm bảo vệ đất đã phối hợp với chính quyền địa phương và các hộ dân tiến hành kiểm kê tại hiện trường và đo vẽ xác định diện tích đảm bảo đúng quy định tại quyết định 64 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các hộ dân là đồng tình cao. Đến thời điểm hôm nay là tiến độ giải phóng bằng kiểm đếm thì đã được hơn 80% so với kế hoạch đã đề ra và dự kiến sẽ xong ngày 5 tháng 6 sẽ hoàn tất công tác kiểm đếm tại hiện trường. Với tiến độ hiện nay, huyện Phong Điền có thể bàn giao mặt bằng đúng hoặc thậm chí sớm hơn theo tiến độ đề ra của tỉnh. Tại các buổi làm việc với địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Nguyễn Văn Phương đã chốt kế hoạch bàn giao mặt bằng. Cụ thể là vào tháng 7 tới đối với mặt bằng không tái định cư. Đây cũng là thời điểm khởi công dự án. Tháng 9 đối với các đoàn tái định cư xen ghép, Mô Mả và tháng 12 đối với mặt bằng thực hiện tái định cư. Chính vì vậy, các địa phương cần tăng cường lực lượng làm thêm giờ, duy trì giao ban hàng tuần với ban quản lý dự án để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Hiện nay thì chúng tôi cũng xem đây là một cái dự án trọng điểm bậc nhất về cái tiến độ để bảo đảm cho cái công tác bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư là ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh. Thì hiện nay thì Phong Điền đang là cái đơn vị dẫn đầu. Vướng mắc mà chúng tôi lo lắng nhất là cái thủ tục cho các cái khu tái định cư. Các khu tái định cư thì vì đây nó sẽ được vận hành như là một cái dự án đầu tư công. Về tái định cư cho các hộ dân ảnh hưởng, nhất là xây dựng các khu tái định cư tập trung, các địa phương cần phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của tỉnh. Bởi về bản chất đều là những dự án đầu tư công độc lập, cần giải quyết lượng rất lớn hồ sơ thủ tục. Ngoài huyện Phong Điền đã cơ bản hoàn tất khâu thủ tục, chỉ chờ hệ số giá đất để áp giá đền bù cho người dân là sẽ khởi công các khu tái định cư, thì các địa phương khác vẫn đang trong quá trình ra soát, xác định vị trí quy mô. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Nguyễn Văn Phương yêu cầu các địa phương và các cơ quan chuyên môn của tỉnh phối hợp chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định và đồng thời phải rút ngắn thời gian hoàn thiện các thủ tục liên quan. Chúng tôi cũng chỉ đạo mang tính trực tuyến luôn. Có nghĩa rằng là khi mà các cái hồ sơ của địa phương trình lên thì các sở ban ngành thì sẽ phải xử lý ngay lập tức và cũng không theo cái thời gian quy định mà cố gắng là rút ngắn trong ngày 1, ngày 2 để họp và xử lý trực tiếp. Liên quan đến một số vướng mắc về việc áp dụng khung chính sách, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Nguyễn Văn Phương giao cho Sở Tài nguyên Môi trường nghiên cứu để sớm trả lời cho các địa phương. Quan điểm của tỉnh sẽ vận dụng tối đa khung chính sách để đảm bảo quyền lợi cho người dân bị ảnh hưởng. Ngoài các công việc chuyên môn, thời gian này, các địa phương cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Tiếp tục với một số thông tin từ địa phương cơ sở. Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92 Quân khu 4 tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập 24 tháng 5 năm 1999, 24 tháng 5 năm 2019. Dự lễ có Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4, đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. 20 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, sự giúp đỡ tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhân dân địa phương từ tỉnh đến cơ sở, cán bộ chiến sĩ đoàn 92 đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận gắn với phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trong vùng dự án. Nổi lên thực hiện tốt nhiệm vụ củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, xây dựng cơ sở hạ tầng, triển khai nhiều mô hình kinh tế. Đoàn đã hoàn thành nhiều công trình dự án bàn giao cho địa phương quản lý sử dụng, hỗ trợ vật tư, cây, con giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Đến nay, 100% hộ dân có điện thắp sáng, có nước sạch, mô hình lúa nước được nhân rộng. Các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan dần được xóa bỏ, các em đến độ tuổi thì được đến trường. Trên địa bàn 5 xã vùng dự án đã có xã Hương Phong đạt chuẩn nông thôn mới và tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm là 5%. Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Điền khóa 10, nhiệm kỳ 2019-2024 vừa diễn ra là dịp để các tổ chức, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thể hiện sự đoàn kết cùng nhau phát huy những thành quả đạt được, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện. Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc huyện Quảng Điền không ngừng củng cố và nâng cao vị thế trong thời kỳ mới, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Nổi bật là vận động người dân hiến trên 229.000 m², góp hơn 35.000 ngày công lao động, xây dựng hơn 250 công trình cầu, đường, giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nhà văn hóa, góp phần cùng với huyện hoàn thành 5 trên 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hỗ trợ xây dựng được 100 căn nhà đại đoàn kết, nhà chính sách cho hộ nghèo,
trao hàng nghìn suất quà cho các đối tượng chính sách, gia cả neo đơn, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện còn 7,56%. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng đảng chính quyền trong sạch vững mạnh, chăm lo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Phát huy kết quả đạt được nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc huyện Quảng Điền tiếp tục xây dựng nhiều mô hình hiệu quả thực chất trong cộng đồng, phát huy dân chủ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nâng cao hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, thực hiện tinh gọn bộ máy của mặt trận, hoạt động hiệu lực hiệu quả theo quan điểm hướng mạnh về cơ sở và khu dân cư. 50-60% vụ cháy trên cả nước được lực lượng tại chỗ xử lý kịp thời, hạn chế rất lớn thiệt hại có thể xảy ra. Đánh giá trên của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ cho thấy vai trò hết sức quan trọng của lực lượng chữa cháy tại chỗ, nhất là đối với các địa điểm công cộng đông người và có nhiều vật liệu dễ cháy. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại chợ Đông Ba, nơi công tác phòng cháy luôn đặt lên hàng đầu. Đây là buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại chợ Đông Ba Huế. Tình huống giả định có một đám cháy bùng phát tại khu vực hàng mã, nơi tập trung nhiều hàng hóa dễ cháy. Đám cháy đã nhanh chóng bùng phát và có nguy cơ lan rộng. Lực lượng đội phòng cháy chữa cháy cơ sở đã nhanh chóng phát hiện và báo động, cũng như tổ chức chữa cháy, chống cháy lan, cháy lớn, trong khi chờ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến ứng cứu. Chỉ sau 30 phút, đám cháy nhanh chóng được dập tắt với sự hỗ trợ từ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và nhiều nạn nhân được cấp cứu kịp thời. Chúng tôi xác định công tác phòng cháy chữa cháy là hết sức quan trọng trên địa bàn chợ. Vì thế hàng năm chúng tôi đều phối hợp với công an phòng cháy chữa cháy tỉnh Thừa Thiên Huế để tổ chức diễn tập về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn chợ. Thông qua cái lần diễn tập này để nhằm giúp cho cán bộ viên chức và tiểu thương nâng cao ý thức về pháp luật phòng cháy chữa cháy và đồng thời nâng cao kỹ năng sử dụng các phương tiện dụng cụ phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là thực hành một tình huống giả định về các phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn chợ để khi xảy ra sự cố thì chủ động xử lý kịp thời. Tình hình cháy nổ thời gian qua diễn biến hết sức phức tạp. Việc chợ Đông Ba tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là một trong những việc làm hết sức cần thiết đối với việc hoạt động của chợ. Tổ chức thực tập phương án thì để tạo sự phối kết hợp giữa các lực lượng tham gia xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra thì đảm bảo về chất lượng và hiệu quả cao hơn. Chợ Đông Ba có 2.700 lô là khu chợ tập trung tiểu thương và khách du lịch lớn nhất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Mỗi ngày, chợ Đông Ba thu hút khoảng 5.000 đến 7.000 lượt người đến tham quan mua sắm. Với phương châm phòng là chính, Ban Quản lý chợ Đông Ba đã thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở gồm 45 người, được chia làm 4 tổ gắn liền với 4 khu vực. Hàng ngày, 6 người trên một tổ tổ chức trực 24/24 giờ với nhiệm vụ tăng cường tuần tra kiểm soát để nắm bắt tình hình thực hiện công tác phòng chống cháy nổ của các hộ kinh doanh, nhắc nhở các tiểu thương thực hiện tốt luật phòng cháy và chữa cháy. Việc lực lượng chữa cháy tại chỗ được tập luyện và tham gia thực tập nhiều cái phương án thì tạo cho cái lực lượng chữa cháy tại chỗ sẽ nhanh nhẹn trong việc xử lý các tình huống khi xảy ra. Đặc biệt là được ôn luyện thuần thục các cái thao tác, động tác thì khi xảy ra sự cố thì lực lượng tại chỗ đủ lực để xử lý kịp thời khi có sự cố cháy nổ xảy ra và làm giảm thấp nhất các thiệt hại do cháy nổ gây ra. Trong thời gian qua, chợ Đông Ba đã được đầu tư cải tạo hệ thống điện nước, xây dựng hai bể nước, máy bơm với tổng trị giá hơn 2,3 tỷ đồng. Hiện đơn vị đang tiến hành lập dự án lắp đặt thiết bị báo cháy tự động trên địa bàn chợ. Lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ là một trong những yêu cầu quan trọng của phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy, gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ đã được Ban Quản lý chợ quan tâm. Việc phát huy được vai trò chủ động và năng lực của lực lượng này đã góp phần thực hiện tốt công tác phòng ngừa cháy nổ trên địa bàn chợ trong nhiều năm qua. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phá thành công một đường dây tổ chức và đánh bạc có quy mô lớn với tang số gần 1 tỷ đồng tại huyện miền núi Nam Đông.
Vào tối ngày 23 tháng 5, thực hiện mệnh lệnh chỉ đạo của ban giám đốc công an tỉnh, phòng cảnh sát hình sự và công an huyện Nam Đông đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ chia thành 7 tổ công tác đồng loạt bắt giữ các đối tượng liên quan trong vụ án. Đó là Nguyễn Văn Thịnh sinh năm 1976, Hoàng Tài Thắng sinh năm 1980, Nguyễn Đình Cường sinh năm 1983, Nguyễn Xuân Phước sinh năm 1973, Phan Thị Thủy sinh năm 1982, Nguyễn Thị Quế Tiên sinh năm 1975, Nguyễn Văn Huy sinh năm 1991. Tất cả đều trú tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tăng vật thu giữ hơn 900 triệu đồng và nhiều giấy tờ tài sản khác mà theo các đối tượng này bước đầu khai nhận là công cụ, phương tiện, tài sản dùng để đánh bạc dưới hình thức lô đề. Khi đang làm nghề trên phả Tam Giang, một người dân xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền đã phát hiện một cá thể vích mắc vào trồ sáo của gia đình trong tình trạng sức khỏe yếu. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương xã Quảng Phước và chi cục thủy sản tỉnh đã có mặt và xác định cá thể rùa biển trên thuộc loài vích bồ rùa biển có tên khoa học Chelonia midat. Vích là loài rùa biển quý nằm trong danh sách đỏ Việt Nam cấp độ nguy cấp EN cần được bảo tồn. Qua cân nặng và kiểm tra sức khỏe, con vích này có trọng lượng 8 kg, sức khỏe khá yếu. Ngay lập tức, cả cơ quan chức năng đã làm các thủ tục và đưa đi thả về biển thuộc xã Hải Dương, thị xã Hương Trà theo đúng quy định. Phần cuối là những thông tin thời tiết trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chúc quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại trong khung giờ này ngày mai. Do ảnh hưởng rãnh áp thấp có trục ở khoảng 16 đến 19 độ vĩ Bắc nên ở Thừa Thiên Huế ngày nắng, đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở mức từ 33 đến 35 độ, thấp nhất từ 24 đến 25 độ. Độ ẩm duy trì ở mức trung bình 66 đến 72%. Thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m.